cô gạch thôi có lấy thiệt không chị? Có lấy. Trời là gạch thôi đúng không? Đất này ít lắm. Dạ. Còn toàn gạch không à? Hôm nay cua to quá gì ba hả? Đây bảo với đây. Chị ba đang đập những cua gạch ra để thử cho những cái khách mà thích ăn tại chỗ. Vì chị ba bán cua là bao ăn? Không được. Giờ là đổi lại cho khách. Không ngon. Rồi ngon ghê không? Tôi bán hết rồi, tôi bán hết rồi. Trời ơi, gạch với lại ấy dày cua à. Con cua này các bạn. Giống như cái bánh trung thu cắt ra luôn hết đặt. Trời ơi. Đây đây. Đó, bên này. Thì nhìn rất 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 gạch. Rất hai bên rồi đó, quá trời. Đây. Anh ơi hết một gạch rồi. Sạch đã. Ăn rồi xô luôn đi con. Thế sao? Đó, đây gạch cho anh. Rõ cho ai, ta giùm cho ta luôn ba. Ba lấy con nó không biết. Rồi lấy bình khác. Chị lấy cái gì? Cái số này. Số em đi nha. 413. Đi mua cua hả chị? Cầm số giùm em tí nha. Ai trước nhỉ? Đó, cho em vừa uống luôn. Em bé này 413 nữa. 413 mà buồn là khóc nữa. Khóc luôn. Về nha.
cười, không có cười. Được rồi. Thôi gì ba. Là tao sao tao tuổi nè. Thôi được rồi. Thôi nghe uống nước đi rồi về. Đúng rồi. Nước rồi tụi anh. Dạ. Lâu lâu có tao cười như vậy đó. Cái này đường mà lau chi vậy Thúy? Giờ sân ta con lắc là bán quá đó. Lau sạch cho ta chứ. Đâu có bán được chết. Bà nói vậy thôi. Rồi nó chữ nó la ông sùm đi. Bà mới nói nha. Tại vì bà nói trước rồi. Khi nào cua mà không ngon á. Tại đâu lại phải trả lời tiền. Còn phải trả cua. Chứ gì đâu. Vì bà đâu có bán cua chết. Mà đứng nó ngồi nó nói chữ ông sùm luôn. Mà trong khi đó nó đâu có đem cua lợi đâu, tụi bác không biết nữa. Nó ra vậy nó có đem lợi thì nó nói người nào làm chứ, mà thấy ai đâu có ai làm chứ gì đâu. Ví dụ như nó ờ gì ba bắn cua chết á thì nó đem lợi cho gì ba coi, thấy không? Gì ba mới biết là gì ba bán cua đó. Con này đâu có đâu mà dì ba mua lần nào thì mua sống không chứ đâu cua chết. Ở trong dừa dì ba mua là dừa lớn đó nha, dừa đó là chỗ đó là bán hàng cao cấp không. Mua cũng dở với ba cũng mua. Cái gì dì ba bán mà ở đây nè, ở đây mà người ta mua mà cua mà thôi sống sót là dì ba tự lấy lợi luôn. Nghe nói gần dì ba có cái mâm cua là của dì Năm nè, mới bán hôm qua. Dì ba nghe nói chưa? Nghe rồi. Thì dì ba sợ người ta cạnh tranh không? Không, dì ba sợ đâu. Tại sao vậy? 100 người bán giận người mua. Dạ. Bây giờ người ta bán được tự nhiên để người ta bán. Còn mình thì bán cho mình thôi. Người ta bán giá rẻ thì dì ba có lo lắng, có buồn phiền không? Không, nhiều qua không có lo đâu. Người ta bán được thì để người ta bán, phải không? Nghe nói gì dì Năm cũng già, cũng tội lắm á dì ba. Thì dì ba nghĩ sao nếu mà bán gần dì ba? Năm bệnh hả? Dạ. Thì Năm bệnh thì bán được thì để dì bán. Chứ đâu có tranh gì đâu. Bởi nó 100 người bán, dạng người mua. Nếu mà dì bán thì được á, dì bán cũng cho dì Năm đó. Dạ. Yeah. Nghĩa là không có tranh giành ai hết, không có tranh. Nghĩa là bán cua á, nếu mà cua ngon cho bà con ăn thì vậy thôi. Không có nghĩ gì hết. Làm ăn lương thiện là dì ba không có sợ gì hết trơn á. Cua ngon dở gì cũng vậy. Thì dì ba đói bụng không? Hả? Bán xong rồi đói bụng không gì ba? Không, chưa đói, ăn từ nãy bán rồi. Bán được quá, với lại bà con ủng hộ nên là mừng vui, không ăn nổi đúng không? Không, dì ba không có lo đâu. Tại phần số của ai thì người ta bán, ai thì đó thôi. Nhưng mà cũng mong cho dì Năm bán khách hàng. Cũng tội nghiệp dì Năm, nhưng mà dì Năm hơn dì ba vậy nè. Dì Năm hơn dì ba gì biết không? Dì Năm có ba đứa con, còn dì ba không có con nào hết. Dì ba thấy dì ba có hạnh phúc không? Đâu có hạnh phúc. Đem về thương hộ con mà không chồng không con. Còn dì Năm về hả là tốt, về có chồng có con, đúng không? Thấy hạnh phúc ở chỗ đó. Nhưng mà đối với dì ba cũng mong là dì Năm bán cái hàng đi. Với kinh nghiệm 33 năm bán cua, cái gì này dì ba có muốn truyền đạt lại kinh nghiệm cho dì Năm không? Dì ba. Cái đó tự dì Năm thì đó dì Năm tìm hiểu đi. Dì Năm tìm hiểu rồi đó, mấy lời rồi ra bán. Dì Năm đi tìm hiểu dì ba đi. Hay là dì Năm có dịp dì Năm đến nhà dì ba chơi. Vậy đi. Chỉ luôn. Dì ba. Không giấu nghề đâu hả? Không. Sống dì ba có giấu nghề không? Không. Dì ba đã chờ cho sức khỏe cái gì là tốt lắm rồi. Biết thì qua bên nhà tôi dì ba. Dì ba bày cho kinh nghiệm toàn cua hả?
rồi chỉ vẽ cho về Năm bán luôn. Của mày rồi khách mua Năm nhiều hơn sao? Thì cái đó kệ, bây giờ bỏ tao nói chăm người bán dạng người mua mà. Không có sợ gì ở đây đó, mình làm những cái chuyện gì mình làm vi pháp thôi. Chuyện mình buôn bán thật tình thì mình không có sợ gì hết. Ấy buồn chút thôi. Nói đừng buồn. Thì nó nói vậy á. Đừng có buồn. Nó chơi đây thôi. Chơi thôi gì ba. Cua là chữ bới sao vậy ba? Thì á là như lúc mà về bay ra đi mà bán á thì không thấy ai mới vốn á. Mà tới chừng biết sao mà tự nhiên á nó trong khi gì ba đang bán vậy đó, cái da nó lao sùm. Nó là gì ba bán là cua không ngon, cua thúi, cua hôi. Mà bán ba con, không có con nào ăn được hết. Rồi cái gì ba không biết là như thế nào. Rồi bây giờ ba mới hỏi đó, nếu mà con ăn không ngon thì con đem lại cho anh trả. Rồi còn mấy thì không có cua, dì ba đã nói lên như vậy rồi. Không có cua thì ba trả tiền, phải không? Nó nói vậy đó, mà tự nhiên la nó chửi quá trời. Rồi chửi xong ba đi về mất. À, chửi xong rồi rồi con tí mới đưa nó 700 ngàn. Đó hoàn tiền lại. Một ký lô 600. Đúng rồi, người ta không ngon mà phải trả tiền. Thì đó. Nhưng cái điều kiện thì nè, bà nó bảo có đem. Nhưng mà bảo đem á đã dặn là nếu mà cả nhà, nếu mà ai mà nhà xa ăn không ngon mình cứ bỏ vô tủ lạnh đi, rồi qua ngày sau đem đi dì ba, chứ đừng có để đặt cách 2-3 ngày là không có được. Còn để 2-3 ngày. Để 2-3 ngày. Đi 2-3 lần chứ phải là 2-3 ngày. Tức là đi ra đi 2-3 lần gặp dì ba. Ý là cô này cũng dở, mà cái chị này cũng dở. Thì dì chị ở nhà con đi, nó không bộ cũng có khách đem cua cho nhà con đó. Người ta cũng lịch sự, người ta nói cua không được ngon. Thì con nó thôi để trả tiền lại, anh mua cô này nhiều người ta không chịu. Ý con mới nói là thôi đó, bởi dì ba thấy con đưa 200 ngàn không? Móc tiền túi cho con đưa 200 ngàn. Người ta không lấy, nhưng mà con không chịu, con nói là cứ cầm 200 ngàn đi, rồi ngày mai ra mua cua tiếp, ủng hộ dì ba là con vui rồi. Chứ đối với con tiền á, 300 hoặc là 1 triệu, đối lại á, thì con không có nghe, con có đưa cho người ta. Đúng không? Người ta chịu mua cua dì ba cao lắm, 1 triệu à, thì con cũng sẵn sàng con đưa. Nhưng mà người ta không đem lại, làm sao đưa, con chỉ có cái anh đó là đưa 200 ngàn, trả lại cho anh 200. Thì cái chị không bữa cũng vậy, chị lại ra thì vừa lịch sử rồi, dì ba ơi, cua dì ba là không có ngon. Thôi thì dì ba coi lại đi. Thì nói như vậy nghe còn có lý. Cái gì mà ra xứng sò rồi nói dì ba này đi bán cua gì ở cua không ngon. Thì con có nói là không ngon, dì ba trả tiền. Đúng không? Rồi, còn dì nếu vậy thì đó, dì ba thì nói không có nhỏ nhẹ. Dì ba cũng ào, rồi cô nó cũng ào. Mình nói từ tốt. Lúc mình tức quá mà nói nhỏ nhẹ đó. Cho dù mình tức là không nên nói. Thì con hỏi là mua cua nhiêu, chị nói 6.5. Cái con mới nói thôi bây giờ cầm luôn 700 đi, hai bên thì vui vẻ, chỉ cầm 700 ngàn. Khi mà con đưa 700 ngàn, ai cũng chửi con, lộn là nói con tại sao phải đưa 700 ngàn, không nên đưa con nó không. Đã ăn không ngon, dì ba phải trả lại tiền, còn thôi mình bù là cua. Đó là con đưa 700 ngàn là khách bỏ đi luôn đó. Nghe nói nghe nhỏ cháu nó thằng cho nó ở gần đây. Kệ đi, thôi xong rồi, mình phải nhắc lại những dạng lắm gì. Nếu mà hằng qua mình chơi. Sao không nghe? Thôi bây giờ sao tao nghe vậy ta? Rồi, để cho có điện. Rồi, được rồi. Ra chở về. Nãy sao con thấy dì ba khóc á? Vì sao khóc cái gì ba? Nãy vì sao thấy mấy cô kia tới tâm sự rồi khóc? Đó rồi tự nhiên thanh lên nước mắt chảy luôn à. Tự nhiên khóc. Sao khóc? Xúc động. Tự nhiên mấy chị kia tới tâm sự cái là xúc động quá rồi cái nước mắt tuôn rơi luôn. Tôi cũng vậy. Mấy chị nó ở đâu vậy dì ba? Hả? Mấy chị nãy tâm sự dì ba là ở đâu vậy? Không biết ở đâu nữa mà lời nó hỏi nhiều khi thật gì dì ba nói. Hỏi thăm à? Chú Minh, em của dì ba tới chở dì ba về. Hả?
hai cổ đó. Đừng lộ bình an nha chú anh. Bye bye. Cái hẻm đây là cái hẻm 565 Nguyễn Trãi, nơi gì ba cua bán á. À, chúng ta đi ra lại đầu hẻm, đi ra lại đó, ngay cái cây xanh kia là cái mâm cua của dì Năm. Mâm cua dì Năm ngay đây. À, cách dì Ba khoảng 50 mét thôi. Thì ở tại số 579 Nguyễn Trãi, đây là cái mâm cua mới của dì bà Năm Cua đây. Cua mau bao ăn. Cách cái hẻm khoảng chưa tới 100 mét thôi, khoảng mấy chục mét. Thì đây là dì Năm Cua, vừa bán cua sống mà vừa bán cua luộc rồi. Mới khởi nghiệp được ngày thứ hai đây. Cua rất là rẻ, 350 cua sống và 500.000 là cua thịt Cà Mau luộc sẵn. Bán đâu có nhiêu, kiếm vàng 200.000 là làm sao ngủ mà. Mình cuộc sống mà muốn bò ra sống lên đâu, tại vì em nó với Cà Mau nó cua này nó sắp hết rồi, nó qua nước này cái tháng 10 là không mấy nó phải chết. Trời ơi, mà thứ hai mộng mà có chưa có thấy lời chưa thấy chữ. Ba nói là dì Năm mà cần kinh nghiệm mà bán cua để đông khách với lại kinh nghiệm chọn cua á, do dì Ba chị cho. Khỏi. Bán khách nó thấy được nó ủng hộ đâu, nó không được thì thôi. Chứ không làm không có cái mối đó, không có làm cái chuyện đó mà lên mạng dữ người ta xấu xa. Ghê quá. Bắt gì sợ nó bị cái gì. Ta đâu có lừa gạt mình, ta tại chỗ mà. Ở dữ quá, dữ ghê quá. Ai ai muốn làm gì làm, đâu mấy nó không được không. Sống cuộc đời mà ghê quá. Đồ ăn đám tao còn nấu được, nó nói thiệt chứ mày tao nấu mà hỏi bên đạo của ốc môn đồ ăn đám cưới tao còn làm kịp nữa. Cái đường này chỉ có cua thôi rồi hấp lên thôi chứ đâu có làm gì mà phải chai năm nổi. Bây giờ nó không có nguyên gia vị gì chậm á mà còn làm cái ghê. Cái này là phải có người ta ra mình kiếm cơm được, ta cũng kiếm được thì nhiều cuộc sống nhau mà sống thôi, đừng lên nấu cái ghê quá. Không phải là đồ nấu mà phải gia vị rồi phải cái này cái kia nọ mà làm ghê vậy. Rồi lụa ta hắt rồi thôi, rồi có gì quan trọng. Còn cái muối canh nước ớt thì từ người cái người làm ngon hơn cái người làm nó quá tầm thường, tầm ghê quá. Nói là có duyên dùng để lên mà sát phạt rồi đã thấy ghê quá. Chứ mà còn gì có chơi mạng internet không mà gì biết người ta chửi gì? Tao cháu tao nó mở kìa, ở Vũng Tàu nó mở nó cũng nói tao kìa. Nói gì Năm ra bán cua á, Năm nó nói gì cua gì thí á, cô vừa mà người gửi lên trên Năm bán á. Nó trời ơi vậy mà nó lên chửi Năm cái đóng cho nó không trời. Nó mới gọi Vũng Tàu vậy. Tôi nói chuyện với dì Ba kia là chúc dì Năm bán cua đông khách và hết cua. Tao nói mày nghe, con người đừng có nói mà cái gì đó. Cái lòng mình giải tâm mình làm thật thích xa, đừng làm gì nữa đó nữa. Tao mình nói như vậy đó. Cái người của mình cái lòng thì má ái cái tâm cái miệng mình nói tốt lắm mà cái lòng mình không phải là ông Phật Thích Ca, cái lòng mình không phải là Thích Ca được làm. Mới có một đêm tới sáng mà những cái này ở trên mạng ơi cô có làm gì đâu cô có ngồi với bạn này. Dì Ba dặn kia là nếu mà muốn bán được thì dì Ba truyền kinh nghiệm cho. Cái cua làm có gì phải truyền kinh nghiệm cái đó, cái này mày hỏi đó. Hết người ta không ai mà nói cái cua mà lên phải tiền kinh nghiệm. Tại vì ba bán ba năm rồi. Bán cua là bán cua nhưng mà không có bán cái cua nhất nữa mà bán canh của bà gì kêu bán tiền kinh nghiệm cho nghe được. Canh bà 250 đâu. Cua người ta hỏi chứ cua con cua đã có gì rồi phải tiền kinh nghiệm. Cua bán kinh nghiệm ta biết cua nào cũng sao người ta hỏi cua nha. Muốn ba bán cái đi lại hỏi bả kêu bả tiền kinh nghiệm tao là tao đồng ý. Còn cái cua hỏi hết bao nhiêu người hỏi tiền kinh nghiệm bằng cách nào rồi người ta biết cái nào ngon cái nào dở và cua cua cốm này. Tự gì á con biết có mùa này cua nó vô mùa người ta phải ở dưới ép giá quá người ta phải đưa lên đây người ta bán để lấy tiền về đặng mà người kiệt tới từ đây tới tết ta mua cua nữa chứ không phải cua ra lấy mà nó bị ăn hết.